thành tích học tập của em dạo này tiến bộ hơn rồi đó. Dạ. Được rồi, để cô coi. Với thành tích học tập của em bây giờ á, thì cơ hội vào trường Bách Khoa và trường Nhân Văn thì không thể. Không, không sao, nhưng mà chúng ta có thể hạ xuống chút xíu. À, trường Nhân Văn thì được đó. Thôi, em không thích. Cô đừng hù em. Em không thích thi của trường ở đâu. Cũng mới học về. Em, nghỉ tan trái cây làm hoài vậy? Em phải dọn đồ cho nó gọn gàng nè. Quá trời, ba cái đồ lặt vặt luôn. Nè Tâm Ý, mấy cái bằng khen của chú á, con lau cho sạch xong rồi cất vô thùng nha. Dạ, con biết rồi con. Ủa? Bảng điểm của cậu nè. Wow, chú hay thiệt có môn nào cũng được 10 luôn. Chứ sao nữa? Cậu á thì đứng nhất về các môn học, còn mình á thì đứng nhất từ dưới đếm lên trên. Hay thằng khoe nữa. Wow, chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu? Đâu, chỗ nào? À, 13 kìa, đứng thứ 13. Wow, trời ơi, hay quá à. Để nè. Hên thôi. Cái gì? Nè, thấy như vậy mà không biết suy nghĩ hả? Không biết mắc cỡ nữa hả? Có gì đâu, tại con không muốn thôi, con muốn là được hết luôn á. Cậu hay quá ha. Nghe đồn hình như cậu mới được tư vấn trường đại học thì phải. Hình như là cái trường Dân Văn gì đúng không? Vậy mà còn bị đặc chánh nữa. Cái trường Dân Văn nó ra làm sao? Nó nằm ở đâu? Dạ, trường Dân Văn là nó có học sinh nè, nó có giáo viên, có sân trường giống những cái trường khác vậy đó ba. Nó như nó nằm đâu Củ Chi, Bình Chánh thì con cũng không rành nữa. Mốt cho mà đi xe bus. Nè, mẹ nói trước rồi đây nghe chưa? Con mà học trường đại học Dân Văn đó thì hả, tự kiếm tiền mà đi học. Mẹ không có cho một cách nào hết á. Ai nói là con sẽ học ở trường đó chứ? Có đâu, con học ở trường đó đâu. Giỏi hay hả? Lắm. Con đó, học thì dở, đánh lộn thì giỏi. Không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Thì con là con của ba mẹ, con không giống ba giống mẹ thôi. Cái phần đàn ông là con giống ba là chắc rồi đó. Còn phần mà chuyên gia đánh lộn mà chắc giống mẹ con chứ ai. Giống mày. Chúng bà kìa, mình ngồi xích ra đi. Đứng lại. Thiệt là chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu? Đâu, chỗ nào? Chỗ nào? À, 13 kìa, đứng thứ 13. Hay lắm. Con đó, hồng thì dở, đánh lộn thì giỏi. Không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Đứng nhất toàn trường thôi mà. Có gì đâu. Tại vì Trạng Nguyên không muốn học thôi. Một khi mà Trạng Nguyên đã muốn học rồi thì chỉ có đứng nhất. Đồn vậy? Bài tập gì nhẹ của em mà. Em gõ vậy sao anh học được? Nếu mà anh thấy ồn á thì ra ngoài sân mà học. Em mới phải là người ra sân á. Đi ra. Ồn quá. Anh đưa cho em. Không. Mà. Không. Đưa đây, không em mét mẹ. Mét đi. Mẹ. Mọi người đang chờ ở dưới kìa. Chiến đi bạn. Tôi không có đi được, bạn chơi đi. Sao vậy? Bữa nay trận đấu quan trọng mà, không có bạn không có được đâu. Xin lỗi luôn á. Bạn cứ nói cho tôi nói là tôi không đi được. Tại tôi phải còn nhiều bài tập lắm. Nhưng mà mọi người đang chờ ở dưới mà. Thì bây giờ bạn xuống nói cho tôi nói đi. Lấy cái cớ gì cũng được, nó là tôi kẹt rồi. Thôi không được đâu, mình chờ. Xong rồi đi liền đi chứ thôi, thiếu bạn không có được đâu. Bạn cứ dặn vậy sao tôi học. Hả? Thôi bạn đi xuống. Bạn nói cho tôi nói là tôi không đi được. Thôi tôi kẹt rồi nha. Đi quan trọng mà. Làm ơn đi. Băng 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 băng. Ê cái gì vậy? Băng băng băng. Không mà. Băng băng. Ngưng đi. Ai biểu anh lấy bài tập về nhà của em á? Cái con khùng này. Ủa cái máy tính của anh nè. Băng. Dạ. Chạy cho em đi. Băng. Nè Tâm Ý, cô có ghi đầy đủ trên này nè. Con ra siêu thị con mua đúng ở trong đó cho cô nha. Dạ, con biết rồi cô. Ừ. Băng. Đưa cái súng đây. Không. Đưa cái súng đây. Băng. Nhanh lên. Đưa đây. Ôi cái gì vậy nè.
Thôi gì mà ồn ào vậy? Con làm cái gì vậy hả? Suốt ngày ăn hiếp em hoài à? Con... anh ai đòi đánh con kìa. Đánh hồi nào? Con đánh hồi nào? Con đang học, nó vô trong phòng con nó xịt nước con nè. Học đâu mà học, toàn chơi game không chứ học não quá. Ủa ba, con thử coi sao ba Dũng. Mày chơi game để con bắt trước kìa. Ủa chơi game để đọc báo mà. Ừ đi gọi người ta đâu. Mày chơi game hồi nào hả? Thôi đi à. Mẹ nói là thôi nha. Cái thằng này suốt ngày ăn hiếp em. Ngày nào mà con không ăn hiếp nó là con ăn cơm không được hay sao vậy hả? Con có ăn hiếp đâu, nó kiếm chuyện với con á. Con đang học, nó vô trong phòng nó xịt. Xịt mém mướt cái laptop luôn á. Con nghĩ á, mẹ mới vừa thấy thằng Quang nó cầm trái bóng rổ lên nó rủ con đi chơi chứ gì. Thì con đâu có chơi đâu, con ở nhà mà, tụi nó đi chơi. Con đã quyết tâm hôm nay là sẽ học bài thật giỏi mà. Ờ hay ha. Được rồi, vậy bây giờ mẹ giữ làm chi đây nè. Con ngon lên lầu học cho mẹ coi coi. Đi đi. Riết cũng muốn học mà cứ bị làm phiền hoài à. Ai làm phiền con ở đây? Con đã muốn học á là tập trung học là được thôi. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh nha con. Ủa ông nói vậy là sao? Ông không tin con hả? Bây giờ mình quyết tâm mình học á, cho dù trời sập mình có học được thôi. Ở đó mà làm màu. Bây giờ có gửi con lên chùa học không được là không được, chỉ được cái mạnh miệng à. Ông nói con mạnh miệng là sao? Nếu vậy hả, con lên chùa học, lên trên đó yên tĩnh, con sẽ học giỏi với ông coi. Cái gì? À, cái này là con nói nha. Được rồi, con lên chùa mà có học được nửa tháng là ông đi đầu xuống đất. Bà. Còn nếu mà không xong á, đừng có trách ông nghe chưa. Bà đi. Nếu nó lên chùa nó học được là ba đi đầu xuống đất là chết luôn á. Máu dột không nào. Thôi được rồi, con lên chùa học. Nè, con tuyên bố đó nha. Được rồi, con muốn lên chùa chứ gì. Mẹ sẽ gửi con lên chùa. Nhưng mà trong vòng nửa tháng mà mẹ thấy con mò về đây á, là con coi chừng nha. Mẹ sẽ đá con ra khỏi nhà này cho coi. Hứa rồi nha. Sao? Người Việt Nam nói lên làm. Người Việt Nam. Thì con nói thì con sẽ làm. Con sẽ đi cho mọi người tin rằng con. Dạ, con xin phép cả nhà con đi siêu thị. Con sẽ sao? Sao cả Lâm dữ vậy? Thì con sẽ làm được, nhất định là con sẽ làm được. Con chấp nhận hết tất cả thử thách của mọi người luôn. Con sẽ học giỏi, con sẽ học chăm chỉ cho ông coi. Sao tự nhiên cà Lâm dữ gì vậy? Quyên hứa rồi ngang. Lên trên đó phải ổn, gọi ba lên nha con. Ui da. Thôi điện thoại luôn rồi, tắt nguồn rồi nè. Thôi mọi người con đi. Học hành cho đàng hoàng đó. Nè, lên tới trên chùa rồi á, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ăn chay cho đều đặn vô được học giỏi, đừng ngã mặn nha con. Dạ con biết rồi. Cuối cùng người Việt Nam nói là làm rồi. Cái liệt nhỏ này, ghẹo anh quá. Tạm biệt anh nha. Nè, lên đó yên tĩnh rồi ráng học nha con. Dạ. Thôi con đi đây. Con chào mọi người con đi. Nghe rồi, đi đi. Con đi nha mọi người ơi. Mẹ đã nói là nghe rồi, đi đi. Dạ con đi mọi người. Thành cho đàng hoàng đó cái thằng này. Cuối cùng nhà cũng được yên tĩnh rồi. Cái con này. Nguyên ơi. Dạ. Nè cậu cầm theo cái này đi. Cái gì vậy chị? À, đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu á. Để khi nào có học mà đói thì lấy ra ăn. Nè cầm đi. Dạ cảm ơn chị. Dạ phiền chịu quá. Đâu có gì đâu, cố gắng học cho tốt nha. Nửa tháng sau gặp lại. Cố lên. Dạ cố lên. Cậu đi đi, đi cẩn thận nha. Dạ, chị vô nhà trước đi. Đi cẩn thận nha. Dạ. Cố lên. Cố lên. Đừng quay lại, không được mềm lòng. Nửa tháng nữa thôi, mình sẽ gặp lại được chị.